gian đâu. Hôm nay là tại vì chị phải ra tòa, chị mới ở nhà một tí buổi sáng để chốc chị đi ra tòa, đi luật sư. Yeah. Chứ bọn này là chị đảm bảo nó ăn warfare thì nó mới có thời gian theo dõi. Chị mới theo dõi mấy tuần nay chị mệt quá, mệt ơi là mệt ý. Yeah, tại vì cứ theo đuổi cái đài này mệt lắm, không có thời gian mà theo đuổi. Mấy cái người mà mấy cái anh nói trước đấy, anh nói đúng đấy, với bọn này người Việt mấy mình đúng ra rất là dạ chị cứ nói đi. Người Việt mình nói đúng ra về lịch sự, về ý thức, người Việt mình rất là ý thức nếu mà gặp đúng người. Còn đâu với bọn này không thể, với bọn này không thể lịch sự được, không thể ý thức được, rất không thể lễ phép được. Người Việt mình rất là lễ phép, rất lịch sự, rất ý thức, không ai bằng đâu à. Không một nước nào bằng Việt Nam mình về cái lịch sự, về cái ý thức đâu à. Nhưng mà với cái bọn chó má này không thể được cơ, mình muốn lắm mà không thể được. Vì nó mở mồm ra nó như con chó sủa rồi. Nó cứ mở mồm ra cái là nó như một con chó sủa, mà sủa của nó kiểu sủa điêu sủa đứng. Nó muốn coi như cái sủa của nó mà chỉ muốn giết người ta thôi. Mà toàn xui bà con, toàn xui đồng bào là làm khủng bố. Sao nó lại dã man vậy? Nó rất là dã man. Toàn nó xui bà con là đợt này là phải thắng. Ôi, trời ơi, sao nó nói câu thắng cách dễ dàng vậy? Nó cứ gọi câu là ngày mùng 2 tháng 9 này bà con phải thắng, bà vùng chết một lần thôi chứ không là 2 lần. Độ tàn nhẫn đấy, nó làm cái hành động nó xui bà con ra mà coi như bảo nó xui là chết, có chết một lần mà bà con phải lên chết cho tổ quốc. Yêu gì cái thế mà để mà thế mà chúng nó nói là chúng nó yêu tổ quốc. Yêu ở đâu vậy? Yêu mà xui bà con là có chết, chết một lần. Hay vậy. Thế mà gọi là yêu đấy. Đó đó. Yêu tổ quốc mà kêu là bà con đứng dậy vùng lên đi, để mà có chết thì chết lần này nhá, không còn cơ hội lần nữa đâu. Làm sao mà này yêu kiểu mình chả hiểu yêu kiểu gì đây nữa. Chả hiểu yêu coi như là quý đồng bào hay là yêu đồng bào hay là yêu tổ quốc. Yêu ở đâu? Hỏi nó yêu ở đâu mà xui bà con là có chết thì chết một lần, mà chết coi như là chấp nhận chết cho tổ quốc. Người ta đang sống yên bình, người ta đang sống sung sướng một cuộc sống. Nó nhìn thấy bà con, nói thật em nhá, chị ở bên này cái cuộc sống của chị giống nó đấy. Giống nó bên này chị nhìn các em sống đấy, chị nhìn cách của các em hưởng thụ đấy. Bên này chị không có được như vậy đâu em, đừng có mơ. Bên này không có được như thế đâu. Nên ra thành chị nhìn mà, ngay bản thân chị nhìn mà chị cũng thèm, cũng chi là chúng nó. Chúng nó thì điên cuồng lên, nó vì nó không được em ạ. Vì nó không được, đâm ra thành nó cứ cuồng cả nó lên. Đâm ra thành cái bọn này chị thấy chúng nó nói đúng là trẻ con chả nghe được. Trẻ con nó nghe thế này mà bảo đồng bào 90 triệu dân nghe chúng nó. Thế này để mà bán nước à? Đúng 90 triệu dân nghe để mà bán nước à? Ôi trời ơi, cái cách mày bảo dân là đứng lên để chống đối, đứng lên để vùng lên, để mà cầm xăng, cầm đồ, cầm bất kể một cái gì để mà đánh lại đồng bào. Thì thế này là nó giết dân thôi, chứ chả phải nó yêu dân cả, mà chả phải nó yêu tổ quốc cả. Cái này là nó muốn tiêu diệt người Việt đấy. Đúng ra là nó muốn tiêu diệt 90 triệu dân đấy em. Chứ không phải là nó yêu gì đâu. Một cái quốc gia của người ta mạnh mẽ như vậy, dân nào mà vùng lên được? Chẳng ai vùng lên được. Có cái là chính phủ Việt Nam rất là thương lượng em ạ. Rất là thương lượng với dân, nhưng mà bọn nó cứ bịa đặt là ác với dân. Chị ơi, cộng sản kiểu gì nó cũng nói được là cộng sản thế nọ, cộng sản thế kia. Cộng sản ác với dân, ác ở đâu? Ác mà 90 triệu dân mà anh không có tâm ăn, Nam ơi anh thoát ra đi. Em ơi, 90 nó kêu ác với dân mà 90 triệu dân không đứng lên, mà có một số ngu tối đứng lên thôi. Đấy, cái chỗ là cái bằng chứng cho chúng nó nhìn thấy đấy. Ác tức là gọi là ác. Còn đâu mấy cái thằng bố láo kiểu gì cũng bây giờ Kiểu gì nó cũng chửi được, bất kể một xã hội nào, bất kể một quốc gia nào cũng có một số người như bọn này, một số người như cái bọn bố láo này, ở quốc gia nào cũng có thôi, không có ở đâu là không có cả, chẳng có đâu là hoàn hảo cả. Ngay cả kể cả bên Mỹ nó có một số nói xấu về chính phủ vì là cuộc sống của nó không yên ổn, cuộc sống của nó lười biếng, thì là tất nhiên nó không ưa xã hội nào rồi. Cái đứa như vậy đi đâu nó cũng chả ưa đâu, cái đứa như vậy thì đi đâu nó cũng nói xấu thôi à. Nó tưởng bên này sung sướng, đừng có mơ, bên này làm cực làm khổ lắm, chẳng có sung sướng gì đâu. Đừng có nghĩ bà con mang tiền đô về tiêu xài mà nghĩ là sung sướng, không có đâu, mệt mỏi lắm, rất là mệt mỏi. Sang đến đây làm nhiều tiền thì trả tiền nhiều, mệt mỏi vô cùng ý, bà con ơi, tin đi. Kêu thích tiền đô cái gì, mẹ làm được 2.000 thì trả gần hết 2.000 tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn, tiền điện, tiền nước rồi bà con ạ. À, tiền xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe nữa, đừng có mơ. Rồi thuế nó đã lấy đi nhiều rồi, làm 2.000 thì nó trả lại cho 1.000 thôi, à 1.500 thôi, còn đâu mấy trăm là tiền thuế hết rồi, hiểu không? Đừng có mơ. Rồi 1.500 nếu mà sống một mình thì đói, sống có vợ có chồng thì công vào thì nó còn đỡ một tí, còn tiêu pha nó còn đỡ lo, chứ một thân một mình á, nếu mà có nhà có cửa bên này á, mà mua nhà mua cửa bên này chỉ cần nói là mua đấy là còn nợ chính phủ đấy, chứ không phải là có tiền trả hết đâu mọi người. Nhiều người còn nợ chính phủ, nói đúng ra là 90% nợ chính phủ, chứ còn đâu để mà phần số mà trả hết rồi ý, thì có 10% thôi. Người ta mua một thời gian xong người ta mới trả hết, phải 10 mấy 20 năm sau người ta mới trả hết, chứ không phải dễ dàng mà trả hết đâu. Mà trả hết rồi thì còn đỡ, chứ không trả hết à, mất việc à, hai vợ chồng chỉ có điên mày, mẹ chỉ mau sớm mà bán nhà thôi, hiểu không? Chứ không phải dễ dàng như bà con nghĩ đâu, không phải sung sướng như vậy đâu. Đâm ra Thành đừng có mơ, mệt mỏi lắm. Việt Nam mới là sống đúng là để mà hưởng đấy. Bao nhiêu đứa ở bên này nó ước gì sống về Việt Nam mà nó được cuộc sống như vậy, thì nhiều đứa về lắm, thật tình mà nói. Bao nhiêu người sang đây người ta sốc đấy, người ta hững đấy, tại vì là người ta cứ ước mơ là bên này thế nọ, bên này thế kia, tiền đô sướng lắm. Nhưng đến lúc mà thực tế đấy, để mà làm kiếm đồng tiền để mà trang trải đấy, lúc ấy mới thấy mệt mỏi. Mệt mỏi thì đã muộn rồi, mắc miệng thì há miệng thì mắc quai rồi. Bây giờ vẫn cứ phải sống ở bên này để coi như sĩ diện ta là Kiều. Mẹ Kiều, Kiều đói, nói thật em thế. Kiều bên này Kiều đói. Trời ơi em ơi, em tin chị đi. Mấy người được thoải mái đâu, trừ ra người ta buôn bán làm ăn thì may ra được thoải mái, chứ còn đâu lương 3 cọc 3 đồng nhá. Em ơi, trời ơi mệt mỏi lắm em ạ. À, rất là mệt mỏi, không sung sướng đâu. Lương 3 cọc 3 đồng chỉ đủ ăn thôi, chứ còn đâu đừng có tưởng là Kiều mà là sướng đâu. Kiều á, mẹ còn đói hơn là dân Việt Nam. Kiều bên này á, cái đứa mà lương 3 cọc 3 đồng đấy em biết không? Nó nhìn bọn em mà nó thèm đấy, nó thèm cuộc sống của các em đấy mà không được đấy. Trời ơi các em đi ăn uống, đi nhậu nhẹt, đi hội hè vui ơi là vui, bên này làm sao có thời gian làm thế được. Đi làm mửa mặt, làm từ sáng đến tối em ơi. Sáng ngày ra đi mùa hè còn nhìn thấy mặt trời, chứ mùa đông khỏi nhìn thấy mặt trời luôn. Chứ còn đâu đừng có tưởng là bên này sung sướng, làm từ sáng đến tối. Không làm thế thì không đủ tiền trang trải, không đủ tiền để trả tiền nhà, tiền điện, tiền ăn, chứ đâu phải dễ dàng. Nhưng mà bà con ở Việt Nam nghĩ là ô sang nước ngoài sướng lắm. Bây giờ mình không cần nói, nhiều người ta về Việt Nam ta cũng nói ra cho mọi người gia đình biết rồi. Đâm ra Thành những người nào mà có gia đình Kiều ấy, người ta đều thấm hết, người ta đều hiểu hết, chứ chẳng ai mà còn ảo tưởng là bên Kiều sướng lắm. Mẹ sướng mà về không dám có, sướng mà về không có tiền tiêu, sướng kiểu Ý đấy. Mẹ sướng trong 1 tháng thôi, ở mấy tháng xem nào, tiền đâu ra mà tiêu đấy. Sướng hay không là biết cái chỗ đấy, còn phải về đây để lo đi cày để mà trả tiền nhà, Không đi cày trả tiền nhà lấy đâu ra, ở đâu, lúc quay về ở đâu. Em hiểu không? Đâm ra thành bà con đừng có dạy, đừng có nhầm. Đấy là nhầm cách lớn lao đấy. Chứ còn đâu mình ở bên này á, mình đi làm cực khổ, vô cùng là cực khổ. Bây giờ mình mệt mỏi luôn, về đi làm ăn mệt ơi là mệt ý. Mà bà con đừng có nghe bọn khủng bố này, bố láo. Rồi cái một số ở viện trong nước mình đấy, cái bọn một số trong nước mình nó ăn nói, nó ăn đứng dựng ngược, nó được sung sướng thế mà nó vẫn còn hô hào là nó không cộng sản ác. Trời ơi, nó cho cái bọn ý nó phải sang đây rồi nó mới biết cộng sản ác hay là không ác. Lúc ý nó mới thấm, thì lúc ý nó mới nhìn thấy Việt Nam mình là tự do thoải mái. Em biết không chị, có nhiều người người ta sang đây lúc mà người ta chưa sang được ý, người ta chưa đi làm chính thức để mà nhìn thấy bên này nó thu thuế thì người ta nghĩ là bên này sướng. Đến lúc mà người ta làm cho chị đây này, đến lúc mà nó thu thuế đấy, ôi trời em biết không, ôi trời bắt đầu điên cuồng lên, bắt đầu nghĩ là ồ thế cơ à, bây giờ mình mới biết là như thế đấy. Em thấy không, vô lý không? Chị đã nói mà, cái đứa mà như vậy thì đi đâu nó cũng như vậy thôi à. Cái đầu óc của nó ích kỷ, cái đó là bản chất ích kỷ, bản chất hẹp hòi. Đâm ra thành lúc nào nghĩ về xấu người khác, lúc nào nghĩ về xấu về đất nước thôi à. Đấy, sang đây vừa tịt họng đấy, chả dám nói gì cả, bảo ra mà biểu tình, ra mà chống đối chính phủ, sao lấy nhiều thuế thế, chống ai? Mẹ, bên này không phải bố láo như Việt Nam đâu. Việt Nam là quá bố láo, dân rất là bố láo, dân không có ý thức. Cái gì muốn nhưng mà chẳng muốn đóng tiền, chẳng muốn đóng tiền cái gì cả, như cái gì cũng đòi hỏi. Vô lý không? Không, đúng. Nó chả muốn đóng cái gì cả. Chính phủ mà ra luật mà cái gì cái bà con hô hào là áp lực, rồi bà con hô hào là ôi sao lấy nhiều của dân thế. Sang đấy mà coi này, mẹ nó lấy không còn một cái gì, nó không lấy. Từ mua cái kẹo nó còn lấy, chứ đừng nói là đi làm mà nó không lấy. Đi làm nó lấy nhá, em biết không, nó lấy về tiền già này. Đâm ra bảo làm sao già nó mới cho, chứ còn đâu nó không lấy tiền già làm sao mà nó cho được. Nó lấy tiền già này, nó lấy tiền đi bệnh viện này, nó lấy nó lấy 3-4 thứ thuế, tiền cho chính phủ này. Chứ đâu phải nó không lấy đâu. Đấy, nó lấy cái mà cộng vào một tháng trả nó hàng bao nhiêu, mấy trăm một tháng đấy em ạ. Em mà làm lương cao ấy thì em trả cao, mà em làm lương thấp ấy thì em trả thấp. Đấy là chị nói là người lương thấp đấy, là một tháng là cũng phải ít ra cũng phải 300-400 một tháng em phải trả cho chính phủ đấy, em phải đóng góp vào cho chính phủ đấy. Đấy, mà không riêng em đóng góp, 300-400 gì, người chủ cũng phải đóng góp 300-400 nữa, thành 700-800 một tháng. Nó lấy, cứ lấy của một công nhân như vậy thì làm sao mà nó chả có tiền để nó nuôi dân nó, để nó em biết làm gì không, để nó nuôi ở nó cho để em trả cái tiền là để em đi bệnh viện đấy, em trả cái tiền là để đi học đấy. Em còn đóng tiền học nữa chứ, em đi làm em phải đóng tiền học, em đóng tiền cho cảnh sát nữa, chứ không phải là không đâu. Đừng có tưởng là không có đóng đâu. Đấy, từ cái chỗ đó em đóng. Mà chẳng hạn người mà lương cao, người lương cao ấy thì em đóng 700-800 một tháng, em đóng 700-800 một tháng, hàng nghìn bạc một tháng. Đấy, thì cứ hỏi em nó lấy đầu người như vậy, nó lấy bao nhiêu đầu người ở đây như thế. Xong rồi đến lúc mà em lái xe đấy nhá, em mua bằng lái xe gì thì em hàng năm đấy nhá, hàng năm em trả, em trả tiền, em biết trả tiền gì không, em trả tiền thuế đường này, em trả thuế đường này, không một cái gì là em không phải đóng. Tiền phone em phải trả tiền thuế cho cảnh sát này, em phải đóng cho cảnh sát đấy em ạ, chứ không phải là thường đâu. Kể cả tiền nước, tiền điện em phải đóng tiền cho cảnh sát, đóng thuế vào cho cảnh sát đấy, chứ không phải là phi đâu em ạ, không phải là không đóng đâu. Đâm ra thành Không một cái gì phi ở đây cả. Cái gì em phải trả tiền. Vì vậy mà nó mới có tiền để trang trải cho đất nước nó như thế này. Chứ có đâu bà con mình mà Việt Nam mà được đỡ bị, Việt Nam mình mà bà con đóng như bên này đóng nhá, thì Việt Nam mình cũng cung cấp đầy đủ thôi à. Nhưng mà bà con không đóng phải trả tiền thuế đây mà không phải trả tiền thuế mà hàng năm em phải mua cái tem phiếu đấy. Cái tem phiếu ý là hàng năm 100 mấy một xe, 160 đồng một xe là hàng năm. Mà em tính đầu người có xe ở đây đi, có nhà có 3-4 xe thì một năm em trả 400-500 để lái xe. Em trả để người ta sửa đường chứ không phải trả để làm gì đâu nhá. Riêng cái tiền sửa đường không thôi đấy là em trả cứ một năm 160 một xe đấy. Thì em tính đầu người, em tính đầu xe trên đất ở trên ô tô A của chị không thôi, thì hàng bao nhiêu tiền nó thu nhập vào để nó làm đường, chứ lấy đâu ra nó làm đường đấy. Nếu mà nó không thu nhập 160 một người à một cái xe, em thấy bao nhiêu xe chạy trên con đường không, thì một năm nó thu bao nhiêu tiền ý để mà nó giữ cái tiền để nó sửa đường. Mà không riêng cái đấy, tiền thuế đất nó cũng lấy vào đấy, tiền phone nó cũng lấy vào đấy, trả cho cảnh sát, trả tiền điện tiền nước. Hôm chị không biết, chị với phone lên chị bảo là sao tiền điện nhà tao phải trả như vậy. Nó là ô mày phải nhớ không phải riêng tiền điện nhà mày đâu, đấy là còn phải cho cảnh sát nữa đấy, tiền cảnh sát nữa chứ phải là tiền điện nhà mày không đâu. Đấy em thấy không, không một cái gì là không thuế, không một cái gì là không phải trả cho cảnh sát, trả cho đường phố. Không lấy cứt ra chúng mày để mà có đường, có con đường này để chúng mày lái à. Đấy, kinh khủng không? Chứ không phải là dễ dàng như Việt Nam đâu. Việt Nam chả phải đóng xu nào mà cứ hô hào là cộng sản không làm gì. Bảo chúng nó về Việt Nam mà coi đường phố Việt Nam làm cầu, lấy đâu ra tiền, chính phủ lấy đâu ra tiền làm cầu. Thì bên này nó thu 160 đồng một cái xe lái trên đường. Cứ bất kể cái xe là em lái trên đường là em trả 160 một xe. Mà xe máy cũng vậy, xe máy em lái em phải trả 100 mấy một năm. Xe máy thôi đấy, mà lái có 6 tháng mùa hè thôi mà em cũng phải trả một năm. Em thấy bóc lột không? Chứ không phải em lái 6 tháng mà em phải trả 6 tháng đâu. Không, không có đâu. Bạn chị đây này, bạn chị đây này, lái xe máy, ông có hai xe máy. Đấy, xe máy em lên mạng mình nhìn thấy chị ngồi trên xe máy của ông đấy. Chị đang nói xe máy ông trả 160 một năm tiền 6 tháng thôi nhá để lái xe máy. Thì em hỏi em bóc lột kinh khủng không? Dạ. Kinh khủng bóc lột, đâm ra thành dân Việt Nam cứ tưởng là ồ Việt Nam đâu phải trả cái gì đâu. Mẹ bên này càng làm lương cao thì càng trả nhiều, trả đủ kiểu, rất là mệt mỏi, cứ theo đuổi mệt mỏi vô cùng. Đâm ra bà con cứ nghĩ là kiểu sướng, chẳng có sướng đâu, đừng ảo tưởng. Bọn Tân Thái với cả cái bọn thằng gì Phạm đấy, thằng Hùng Phạm ấy, em nhìn cái tư cách của nó là biết rồi gì. Mẹ thuốc người Việt Nam, cái tư cách của nó, trông nó bên này là nó nói thật em chứ cái thằng Hùng Phạm ấy, thằng ấy chỉ đủ ăn là mừng, nhìn cái tư cách nó là biết rồi. Mẹ cái thằng là ăn no vác nặng bên này đấy, chỉ đủ ăn, đâm ra thành nó nhìn thấy người Việt Nam nó ghen tối, thành nó cứ nông lên như một con chó sủa ấy. Thằng ấy nói thật em không? Vậy nó rất là ghen tối, nó quá ghen đi mà nó sủa như một con chó ấy. Với các bọn này không thể lịch sự được em ạ. Với bọn này có lịch sự bằng thừa, bọn này thôi, bằng thừa. Cái cậu nói trước, cậu nói đúng. Người Việt Nam mình rất lịch sự, rất là lễ phép, rất là ý thức. Nhưng mà lịch sự vì lễ phép, với người lễ phép. Chứ với bọn này không thể lễ phép được. Bọn này bọn bố láo, bọn khủng bố. Nó là khủng bố, đâm ra lúc nào nó cũng đứng lên để nó hô hào dân. Là đứng lên, vùng lên để cầm xăng, cầm vũ khí, để coi như là sẵn sàng đánh nhân dân, đánh cảnh sát. Trời ơi! Nên ra mới để cho nó ăn nói như vậy, chứ còn đâu Việt Nam mà thẳng tay như bên này nhá thì nó bố nó cũng chả dám. Mà Việt Nam chỉ biết thẳng tay được, nhưng người ta không muốn thôi. Việt Nam người ta thẳng tay được, bất kể một quốc gia nào, một chính phủ thẳng tay được. Nhưng mà với chính phủ Việt Nam ta không muốn làm thẳng tay với bọn này, thì nó bắt đầu nó tưởng Việt Nam sợ. Việt Nam không sợ đâu, chả có chính phủ. Người ta còn có tình có nghĩa. Nên ra thành người ta không có thẳng tay với được, không muốn thẳng tay với bọn này thôi. Nhưng mà bọn nó là ngu. Nếu mà nó làm quá đáng ấy thì Việt Nam sẽ thẳng tay ngay, chứ không có thương lượng được. Chị biết cộng sản khôn lắm, làm đúng người đúng tội à, để cho mày hết đường than thở, để cho mày hết đường vu vạ à. Chứ không phải là ngu tối đâu. Không phải như bên này mà cảnh sát coi như thẳng tay mà chơi mày đâu, không có. Việt Nam phải để cho mày vùng lên hãy, bắt đầu người ta mới tóm đầu mày được, để mày có tóc để mà tóm. Chứ không phải là người ta làm coi như cứ làm bậy làm bạ như cái bọn bên Mỹ nói đâu, không có. Cái bọn bên Mỹ là bọn khủng bố, ăn nói bố láo, ăn đứng dựng ngược. Chứ làm gì có chuyện ý. Chị về Việt Nam rồi, chị về Việt Nam, chị thực tế ở tại Việt Nam rồi. Chị thấy công an Việt Nam rất là có tình với cả nhân dân. Chứ không phải như chúng nó nói. Chúng nó không, thứ nhất là chúng nó ghen quá, chúng nó không được về. Thành chúng nó cứ tuyên truyền, chúng nó ăn đứng dựng ngược, nó nói bậy, nói bạ, nó nói không cái có, nó không nói, nó nói không mà cái không thì nó nói có. Đâm ra thành không thể tin được, nó nói nào để cho 90 triệu dân người ta phải nghe chứ. Nó nói mà để cho 90 triệu dân đều đứng lên để chửi nó. Có một số bố láo thì nghe nó thì đứng lên để cũng làm khủng bố như nó. Thì bất kể xã hội nào cũng có một số như vậy, bất kể một quốc gia nào đều có, chứ không riêng Việt Nam mình đâu. Cái bọn mà bốc xúc như vậy ý, thì một xã hội bất kể bên này cũng thế thôi em ơi, bên Mỹ cũng vậy thôi. Quốc gia nào cũng có một số người như vậy. Đơn giản thành cái bọn này là coi cái bọn này là con số nhỏ, không quan trọng. Không quan trọng. Đơn giản thành cái bọn này Việt Nam mình chưa muốn quét thôi, quét cái là sạch ngay em ạ. Quét cho một tiếng thôi là sạch hết bọn này. Đâm ra thành nó tưởng nó nói thế là nó khôn, nó tưởng nó nói thế là nó giỏi, nó nói thế là nó chết rồi, nó nói thế không khác gì nó tự nó giết nó đấy. Nó tưởng là tao nói thế tao không sợ ai hết, mày cứ nói đi, Việt Nam cho mày nói đấy, mày cứ nói thoải mái, mày nói cho thả cửa đi, thả phanh cho mày nói. Nhưng mà mày không biết cái hậu quả của mày đi đến đâu. Mày đừng có ngu tối, mày nói mày cứ tưởng là cộng sản sợ. Chẳng ai sợ chúng mày đâu. Cho chúng mày lên mạng, chúng mày nói, chúng mày bảo không được tự do để nói gì. Không được tự do mà tại sao chúng mày lên được mạng nói vậy? Hả? Đấy là không tự do gì. Đấy, cái đó là bằng chứng cho mày nhìn thấy đấy. Thế giới nhìn. Cái bằng chứng để cho thế giới nhìn thấy là chúng mày nói là không được tự do. Đàn áp chúng mày. Đàn áp mà chúng mày được lên mạng, chúng mày nói hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Đấy là không được tự do. Đấy, đúng rồi. Mày đấy, đó là để cho mày nhìn thấy cái bằng chứng là tự do hay không tự do. Nếu mà không có tự do ấy thì giờ này tao không có mặt đây, mà chúng mày không được lên trên mạng, mày biết không? Đấy mới gọi là không được tự do. Còn đâu tự cho chúng mày tự do ngôn luận, tự do ăn nói, tự do buôn bán, tự do hết tất cả. Chúng mày muốn cởi chuông người ta còn cho chúng mày cởi chuông cơ mà. Đấy, tự do mức độ vậy cơ mà. Đấy, chúng mày muốn cởi chuông ra, người ta đâu có cấm. Đấy, tự do như vậy cơ mà. Mà chúng mày còn đòi hỏi gì nữa? Chúng mày còn kêu không tự do. Thế nào gọi là tự do? Đấy, thế nào chúng mày cũng nói được. Không kiểu gì chúng mày là không nói được hết. Chúng mày bố láo. Đất nước mình, đất nước mình quá hòa bình, quá sung sướng, quá tự do. Mà chúng mày còn bố láo, còn nghe mấy cái đứa bên kia khủng bố là cứ muốn giết dân, là bà con cầm hô hào, bà con cầm xăng đi để ngày hôm để đốt ngày mùng 2 tháng 9. Này, chị nói thật em nhé, chị bất chấp đấy, bất chấp cái bọn tại nước mình luôn đấy. Chính phủ mình chưa ra tay đấy. Nếu mà một khi chúng nó làm thế nhá, Chính phủ sẽ ra tay à? Bọn này sẽ chết à? Chị đảm bảo em đấy, chị biết, chị sống qua cộng sản rồi. Không riêng cộng sản, mà bất kể một xã hội nào, bất kể một quốc gia nào, bọn khủng bố như thế là vậy à? Mày vùng làm sao được? 90 triệu dân làm sao để mày vùng được vài đứa? So 90 triệu dân mà vài đứa này thôi mà, thì là chỉ có vài đứa tép riu thôi, không quan trọng mà không ảnh hưởng. Bọn này là không ảnh hưởng, không bao giờ ảnh hưởng đất nước mình hết. 90 triệu dân đều đứng lên hết. Chứ còn đâu làm sao mà để cho vài đứa tép riu này vùng lên được. Trời ơi, sao mà chúng nó ngây thơ thế? Chúng nó bảo là ngày đợi cái ngày hôm chúng nó sẽ vùng lên. Nó nói cứ như là thần thoại, nó nói cứ như là cho trẻ con nó cười. Nó lên nó làm thằng hề, nó nói thế thì trẻ con nó nghe thấy nó cười đấy. Chứ còn đâu để mà nói một quốc gia mà để cho chúng mày, vài đứa chúng mày vùng lên mà, thì không bao giờ có. Không bao giờ có bất kể một quốc gia nào cả em. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Không có thể dễ dàng như vậy. Nhưng không, chỉ cần bỏ ra một quân đội thôi. Chỉ cần bỏ ra một quân đội thôi, chứ không cần phải nói ra hết tất cả quân đội mà ra để mà chống đối chúng mày ý. Thì chúng mày chết. Chúng mày hết cửa. Hết cửa chạy mà hết cửa trống. Chúng mày biết không? Đừng có ngu tối. Người ta chỉ cần bỏ ra một quân đội thôi, chứ cứ đừng nói là bỏ ra hết tất cả quân đội để mà chống đối chúng mày mà, thì chúng mày chết. Này, nó lại kêu hô hào bà con là lộ công an lột quần ra, lột quần để đu càng như chúng mày à? Hả? Lột quần ra để chết đói như chúng mày à? Sang đây rồi bắt đầu hối hận à? Mẹ sang đây kia kìa, cũng có người làm với chị đấy. Sang đây hối hận đấy em ạ. À, 50 mấy tuổi cũng nói là thôi mình làm mấy năm nữa mình về thôi, chứ mình chả muốn ở đây chả có gì cho ở. Tại vì làm sao em biết gì không? Sang đây qua cọc ba đồng xong rồi đi chui rúc vào nhà người ta, thuê cái phòng em ạ. Thuê cái phòng để chui rúc vào nhà người ta rồi em biết gì không? Lớn tiếng không dám, đi ra đi vào cứ phải khép lép. Không khép lép thì người ta đuổi ra, người ta đâu cần đâu. Người ta cho ra khỏi nhà, người ta đem ra ở khổ lắm em ơi. Đừng có ảo tưởng. Chui thuê nhà người ta đấy, mà chui vào nhà người ta cũng phải ý thức, phải có khép lép, chứ không thì đun nấu cũng chả dám đun nấu nhiều mà làm nửa đêm đi làm về đêm ạ. 10 giờ, 11 giờ, có hôm 12 giờ đi xe bus mới về đến nhà. Đói quá muốn ăn thì cũng không có gì ăn, cũng không dám nấu. Lại đun mì gói để mà ăn thôi. Xong bảo vậy cơ à? Xong rồi người ta nói chị là đấy, về chị ăn mì gói xong sáng ngày mai lại dậy đi tiếp, xong ngày hôm sau lại như thế thôi. Hàng ngày, ngày này sang ngày khác. Ngoài ăn ngoài thì không có tiền ăn. Ăn ngoài để mà chết à? Không có tiền để mà ăn ý. Ăn thì làm sao mà có tiền trả tiền nhà, rồi góp một tí để mai mốt mang về Việt Nam để mà tiêu xài. Làm gì có. Như bà con nghĩ đâu. Đâm ra đừng có ảo tưởng, mà đừng có tưởng là sung sướng. Không có sung sướng đâu. Cực khổ lắm. Ở đâu muốn sung sướng là Việt Nam sung sướng được, chứ không phải bên tư bản mới sung sướng được. Việt Nam mà có cơ sở làm ăn mà chịu khó làm ăn nhá, còn sướng gấp vạn lần bên này, kể cả cu ly. Cứ chịu khó làm ăn thôi là còn sướng gấp vạn lần bên này. Thứ nhất là không phải nhà thuê này, thứ hai nữa không phải ăn mì gói hàng ngày này, thấy không? Đấy là cái sướng rồi. Thứ ba nữa được đi chơi, bất kể đi giờ nào thì đi, ăn giờ nào thì ăn, làm ngày nào thì làm, không làm thì nghỉ 1-2 ngày cũng không ăn nhầm, đi chơi cho đã. Ở bên này đâu dám, phải đi làm hàng ngày, đi làm hàng ngày để mà có tiền trang trải. Không đi làm hàng ngày á để mà chết đói, thứ nhất chết đói, thứ hai nữa không ai nhận, không ai người ta giữ mình cho có việc cả, phải đi làm. Không phải sướng như Việt Nam đâu. Việt Nam á, kể cả làm tay chân, kể cả làm kiểu gì cũng được thoải mái, cũng được sung sướng. Cái là tư tưởng thoải mái, cái là có nhà có cửa, không phải trả tiền nhà. Đấy, cái đó là cái sướng rồi, cái đó là làm cho tư tưởng thoải mái rồi. Bên này phải đi thuê, phải nói mang tiền mua chứ không phải mua đâu em ạ. Phải thuê nhà băng đấy, vay tiền nhà băng mà thì phải trả tiền cho nhà băng, thì đấy là không phải thuê nhà băng mà. Mẹ không có tiền một tháng nhà băng thu ngay tại chỗ, đấy là thuê đấy em. Không thuê tư nhân nhưng mà thuê nhà băng. chứ không phải là mua đâu, mua cũng phải trả góp mà đi làm mất việc cái là chết đói, mất việc 1-2 tháng, 5-6 tháng xem nào. Trời ơi, nhà nó kéo đi ngay, nhà nó kéo em ở bên này, nó không cần biết em trả bao nhiêu, nó không cần biết em trả bao nhiêu rồi, kể cả em trả còn lại 100.000 mà trong cái thời gian 100.000 em còn nợ nó đấy, mà em không có tiền trả nhá, mà em mất việc nhá, chỉ cần mất việc mấy tháng thôi, 6 tháng mà em không có tiền trả nhá, là nhà băng nó kéo tiền, kéo cái nhà ấy đi ngay, em mất trắng hết tất cả, kể cả em còn mất 100.000 thôi đấy, mà em không trả tiếp tục đấy, mà em không mất việc, mà em không có việc làm, mà em không còn tiền tiếp tục trả đấy, là coi như là nó lấy trắng nhà luôn. Mà em trả chẳng hạn em trả 200-300.000 rồi đấy, mà còn lại 100.000 hay 50.000 thôi mà em còn thiếu đấy, là nó lấy luôn. Em không bao giờ mà nó thương lượng em đâu. Bên này không có câu thương lượng. Trên từ điển của tiếng Anh này ấy, nó không có tiếng, nó không có chữ thương lượng. Em hiểu không? Nó không có chữ thương lượng là một này, nó không có chữ thông cảm là hai này. Đấy, nó không có hai chữ ý. Đâm ra thành nó làm thẳng tay được. Không như Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình còn có thương lượng mà còn có tình, có nghĩa với đồng bào. Chứ bên này vì nhiều người người ta không nói ra những cái chị đang nói. Đâm ra thành ở tại Việt Nam không biết. Cứ tưởng là mua nhà là của mình. Mua nhà của mình á, không có đâu, không có của mình đâu, của nhà băng ấy. Mẹ không có tiền, nhà băng nó kéo đi, biết không? Đừng có nói là của mình. Đâm ra thành Việt Nam mình đang yên ổn như vậy. Giữ cái yên ổn ấy, các em phải giữ được cái tự do ấy, giữ được cái hòa bình ấy. Rất là quý, tiền cũng không mua được đâu em ạ. Tiền không mua được cái đó, cái hòa bình mà cái tự do như các em đang có đâu. Còn đâu cái bọn bố láo kia nó lên trên mạng nó nói là không được tự do, không được hòa bình, cộng sản ác, cộng sản giữ với dân. Hỏi nó 90 triệu dân, hỏi nó cái bằng chứng đấy, 90 triệu dân chính cộng sản ác hết đấy. 90 triệu dân cộng sản coi như là giữ rằng đấy. Vì mày bố láo thì tất nhiên là cộng sản phải thẳng tay để làm với chúng mày, để cho chúng mày coi như là bịt, coi như là chúng mày đừng có bố láo, mà coi như là chúng mày đừng chặn họng chúng mày lại. Chứ bỏ tù chúng mày là phải bỏ tù chung thân cái bọn này. Bọn này là bọn phản tổ quốc. Phản tổ quốc là phải tù chung thân. Chị yêu cầu chính phủ Việt Nam phải bỏ tù bọn này chung thân. Chứ còn đâu mà 5 năm, 10 năm, 20 năm không ăn nhầm. Vì một khi mày đã phản tổ quốc rồi ý, là mày tội phạm lớn lao. Trong bất kể quốc gia nào, tội phạm rất lớn khi mày phản tổ quốc. Tổ quốc mày không yêu thì mày chẳng yêu tổ quốc nào cả. Đâm ra thành rất là quan trọng về cái bọn khủng bố mà bọn phản tổ quốc. Đâm ra thành Việt Nam mình, chính phủ mình phải ra luật làm thẳng tay với bọn này mà cho tù chung thân, thì các đứa khác nó nhìn thấy nó mới biết sợ. Chứ còn đâu chưa cho tù chung thân ý, các đứa khác nó vẫn còn coi thường. Các người mà lên nói trên đài này ý, chị rất là cảm thấy các người ấy nói rất đúng, rất là đúng. Vì người ta không, con người không phải con người lười biếng. Bất kể em ở quốc gia nào cũng vậy, em ở xã hội nào cũng thế, em phải đi làm em mới sống được. Chứ em không đi làm mà em đợi sung dụng á, không có đâu. Bất kể cái quốc gia nào đợi sung dụng á, ngay bên này tư bản đấy, mẹ làm gì có sung dụng. Mẹ cũng phải ra ngoài đường, cây tây nó bảo là bên này cây không có mọc, tiền không mọc trên cây đâu. Đấy, nó nói là tiền không mọc trên cây đâu. Bất kể ở đâu phải đi làm. Mà giờ cái bọn mà không đi làm ấy, ở bên này nó rất là coi thường, nó rất là khinh, nó khinh vô cùng là khinh. Nó coi như là người thường của xã hội rồi. Bên này mà em không đi làm nhá, nó khinh vô cùng là khinh, nó coi thường vô cùng là coi thường. Đấy, cái đứa ấy là coi như là loại bỏ của cái xã hội, là dơm là rác với xã hội rồi. Đâm ra thành dân bên này nó rất là khinh cái dân mà coi như không làm ăn, không có lương thiện đấy. Đâm ra Thành Thành có nghĩ ở Việt Nam không làm ăn rồi cứ ngồi đấy đợi sung dụng, xong rồi kêu hò là giờ chính phủ ác, chính phủ dữ dằn, chính phủ dữ dằn. Tất nhiên anh Hậu Nam xin lên tí, lát nữa em mời chị lên tí nha. Yeah. Ok, thôi chị cũng chuẩn bị để chị đi đi công việc của chị đi làm. Ok, cảm ơn em nhé. Lúc khác chị lên với em nhé. Ok.